Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu trong khoảng 5 năm nữa sẽ có 13 cơ sở đóng mới sửa chữa phương tiện thủy nội địa và tàu biển. Tuy nhiên, đến nay địa phương này mới có 2 cơ sở đủ năng lực, trong đó có một cơ sở gần như chỉ phục vụ nội bộ. Cơ sở còn lại dù được cấp phép đóng mới tàu biển trên 1.000 mã lực, song lại đang gặp khó khăn về hạ tầng, không thể tiếp nhận phương tiện có công suất lớn. Do nằm ở hạ lưu nên khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nhà xưởng và thiết bị của cơ sở đóng tàu này thường xuyên bị ngâm nước. Khu vực đóng tàu vẫn chưa có cảng và âu tàu kiên cố nên tàu thuyền không thể neo đậu, lên đà theo quy chuẩn. Nhà xưởng, kho bãi, trang thiết bị chắp vá, hệ thống máy nén khí, ụ nổi, chiền đà đều đã xuống cấp han gì. Nhưng một năm chúng tôi có thể đóng khoảng 5 đến 10 con tàu hàng khách trọng tải trên 2.500 tấn. Thì đúng là cái hạn chế nhất đấy là cái vị trí và cái diện tích. Nếu như mà được thì chúng tôi rất mong muốn Ủy ban tỉnh tạo điều kiện chúng tôi có một cái khu đất nó ổn định để chúng tôi được đầu tư và để tiếp nhận thêm cái lượng khách hàng. Tỉnh Thanh Hóa có trên 100 km bờ biển, 5 cửa biển và cảng nước sâu Nghi Sơn. Mặc dù có lợi thế để phát triển ngành vận tải biển nhưng hiện 2 cơ sở đóng mới sửa chữa tàu thuyền của địa phương này đều nằm ở đầu nguồn hạ lưu, vướng Tĩnh Không, cầu Hàm Rồng nên tàu công suất lớn không thể ra vào. Thanh Hóa thì có 2 cái bến tàu, cái vị trí nó không đảm bảo. Nên theo tôi nghĩ thì nếu để phát triển cái ngành vận tải thủy của Thanh Hóa này và đồng thời là có một cái chuyên nghiệp về vấn đề đóng tàu và để đón đầu Bắc khu vực Bắc Trung Bộ thì cũng nên chăng là tỉnh cũng nên đầu tư và quan tâm thật sự đấy đến cái để phát triển cái ngành này. Liên quan đến vấn đề đóng mới sửa chữa tàu biển, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các tỉnh tham gia góp ý đề án nâng cao năng lực các doanh nghiệp đóng tàu trong nước. Mục tiêu là để thay mới đội tàu biển có công nghệ hiện đại, năng lực vận tải lớn, đủ sức cạnh tranh với các hãng tàu nước ngoài trong giai đoạn sắp tới.